Công ty du lịch này cho biết mùa du lịch hè năm nay được khởi động sớm. Hiện tại lượng khách đặt tour đã tăng hơn 20% so với cùng thời điểm năm ngoái. Không chỉ chọn các điểm đến trong nước, du khách cũng đặt các tour đi nước ngoài đến Thái Lan, Singapore hay Malaysia. Hiện giờ với cái nhu cầu du lịch hè thì đang rất là lớn. Chẳng những nội địa mà cả quốc tế, thì du lịch quốc tế thì đó là những cái điểm mới như là Ấn Độ, đi Trung Quốc thì cũng có Củ Trại Câu, rồi cũng có Tụ Hoàng Cổ Trấn, vân vân. Thì những cái điểm đó nó cũng đang rất là thu hút. Gia đình chúng tôi chọn Thái Lan là nơi để du lịch bởi vì theo một số cái tham khảo thì Thái Lan có rất là nhiều điểm du lịch hấp dẫn và cái giá cả mà khi du lịch Thái Lan, kể cả vé máy bay hay là khách sạn cũng như là chi phí du lịch ở Thái Lan nó rất là hợp lý. Nhằm đáp ứng nhu cầu bay hè của khách, các hãng hàng không sẽ cung ứng khoảng 7,3 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8. Trong giai đoạn cao điểm nhất, các hãng sẽ khai thác gần 500 chuyến bay mỗi ngày, tăng xấp xỉ 30% so với thường lệ. Theo ghi nhận, lượng khách đặt chỗ trong giai đoạn hè đang tăng cao. Các hãng hàng không triển khai chính sách giải giá vé với nhiều mức giá từ tiết kiệm đến linh hoạt, phù hợp với khả năng chi tiêu, cũng như đáp ứng nhu cầu dịch vụ đa dạng của khách hàng. Để đảm bảo chống ùn ứ, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã chuẩn bị kịch bản và nhiều phương án ứng phó cao điểm hè 2023. Trong vai trò chủ trì thì chúng tôi đã phối hợp cùng với lại Cục Hàng không để tính toán cái việc mà slot trong cao điểm hè, để cùng với lại các đơn vị là phối hợp bố trí điều hành làm sao cho bà con đi lại được tốt nhất. So với cùng kỳ năm ngoái, thị trường du lịch năm nay phong phú hơn về nguồn cung do các tour nước ngoài đã mở lại nên du khách có nhiều lựa chọn về sản phẩm, giá cả và loại hình du lịch. Theo dự đoán, các tuyến Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt vẫn là những điểm đến trong nước được du khách ưa chuộng.